Rồi, xin chào tất cả em sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 1 và bài 2 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn em ở cái bài số 3 với lại bài số 4 em nhé. Chúng ta sẽ đi sang bài số 3. Ok. Ta có bài số 3 em. Cái đề bài như sau. Cho hình bình hành ABCD, gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hình bình hành. Chứng minh rằng SA, cái vector SA cộng vector SC sẽ bằng vector SB cộng cho vector SD. Bây giờ thầy sẽ vẽ hình ra để cho các em thấy hình vẽ nhé. Như vậy thì ở đây thầy sẽ vẽ cái hình bình hành. Thầy chỉ cắn phía trong mà không thấy đâu nè. Để thấy nè. Tại đây cũng thấy nè. Như vậy S đó nè. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy là A B C D. Chúng ta sẽ nối xuống. Đó, được chưa nào? Chúng ta sẽ gọi O là giao điểm của hai đường chéo hình bình hành. Đây anh em. Chúng ta sẽ nói SO. Được chưa? Thay đổi thế nào? Nhưng mà thì ở đây người ta yêu cầu các em là chứng minh cái vector SA cộng vector SC sẽ bằng vector SB cộng cho vector SD. Để làm được cái điều này thì các em nhớ ông thầy một cái công thức này. Các em sử dụng công thức này nha. Sử dụng thầy công thức này. Các em có thể ghi vào trong vở giúp thầy. Sử dụng công thức nha, nghĩa là ở đây là với gì đấy ta, với M là một điểm, với M một điểm bất kỳ, cái này trong hình học phẳng chúng ta được học rồi này, không cứ cả trong không gian đang áp dụng này, với M là một điểm bất kỳ trong không gian. Và khi đó Y là trung điểm của AB. Thì chúng ta có cái điều gì em? Chúng ta sẽ có là vector MA cộng vector MB sẽ bằng 2 lần vector MY. Như vậy thì trong trường hợp này thì cái M này sẽ tương ứng với S. M này sẽ tương ứng với S, gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng này. Như vậy M này tương ứng với S này. Có được chưa nào? Và Y này, Y là trung điểm của AB thì Y này tương ứng với lại là O. Đây. Em. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. Thì khi đó O có phải là trung điểm của AC với lại là BD. Như vậy S đây chính là một cái điểm nằm ngoài mặt phẳng, nghĩa là tương ứng với cái điểm M hồi nãy thầy đã cho các em công thức á. Thì các em sẽ sử dụng công thức đó thì nó sẽ ra. Các em hiểu nè. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ gọi O là tâm của cái hình bình hành
A, B, C, D. Ta có O là trung điểm của AC và BD. Cái đường này theo tính chất hình bình hành thì khi đó O nó sẽ là trung điểm của AC với lại là BD. Như vậy ta vận dụng công thức lúc nãy thầy đã cho các em rồi, thì khi đó ta có đây này, khi đó ta có cái gì? Bây giờ đối với AC, bây giờ chúng ta làm trước đối với AC. O là trung điểm, S là điểm nằm bên ngoài, và đối với AC thì các em nãy vận dụng cái công thức này. Với M là một điểm bất kỳ trong không gian và Y là trung điểm của AB thì chúng ta có M vector MA cộng vector MB sẽ bằng 2 lần vector MY. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ráp vô đây. Chúng ta sẽ có cái gì các em? Bạn nào đọc được ở chỗ này nè. Như vậy M sẽ tương ứng với S, như vậy chúng ta sẽ có là S trung điểm ở đây là AC, như vậy chúng ta sẽ có SA vector SA cộng cho vector SC sẽ bằng 2 lần vector gì? 2 lần vector SO. Tương tự như vậy đối với gam BD thì chúng ta sẽ có là vector SB cộng cho vector SD cũng sẽ bằng 2 lần vector SO. Các em hiểu không nào? Đó, từ cái này thì chúng ta sẽ suy ra, tại vì ở vế bên phải của hai này thì nó đều bằng 2 lần vector SO, như vậy thì hai này sẽ bằng nhau và đều bằng 2 lần vector SO. Các em hiểu không nào? Xong điều phải chứng minh đó. Chúng ta vận dụng công thức hồi nãy thầy cho là các em sẽ ra được cái bài đề ngay, hình vẽ chỉ như thế thôi, được chưa? Còn nếu mà kỹ hơn thì các em có thể lập luận là ở đây là trong cái tam giác SAC, khi đó O là trung điểm của AC thì chúng ta sẽ có điều này, và trong cái tam giác S DB, O là trung điểm của DB thì chúng ta sẽ có điều này. Chúng ta ký hiệu 1, 2 thì chúng ta suy ra. Ở đây chúng thầy làm theo cái hệ như này, chúng ta dễ nhìn để nó ra được cái điều này hơn ha. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 4 nhé. Trong trình học thì game thấy quảng cáo thì game click quảng cáo hộ thầy nha. Cảm ơn em. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông em nha. Ok, ta đi sang bài số 4. Rồi, ta sẽ đi sang ở cái bài số 4 em nhé. Cho cái tứ diện ABCD. Tứ diện thì biết còn vẽ rồi đúng không nè. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Trung điểm. Chứng minh rằng cái vector MN sẽ bằng 1 phần 2 vector AD cộng cho vector BC. Tương tự như vậy thì ở đây là AC cộng với BD vector ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái hình ra cái đã. Rồi thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái cách làm. Bây giờ thầy sẽ vẽ tứ diện ABCD ra trước. Thầy sẽ vẽ cái mặt đáy trước. Nét nghe thấy là chúng ta sẽ vẽ nét liền. Chắc chắn là cái nét, cái đường này là không thấy nét đứt nè. Thầy lấy A trên này, thầy sẽ nối lại. Cố gắng phải vẽ được cái hình em nhé. Vẽ được cái hình thì em nhìn và biết cách làm được. Cho cái hình mà không biết nào vẽ thì bó tay nha. Chúng ta gọi M, N lần lượt trung điểm của AB với CD. AB ở đây, N là trung điểm của CD. Đây em. Cái hiệu vô chứng minh rằng ở đây là gì đây? Cái vector MN. Vector MN, ta nói MN lại. Cái này chắc chắn là nó nằm ở phía bên trong nên là nó là nét đứt này. Cái vector MN điểm đầu của điểm cuối này sẽ bằng 1 phần 2 vector AD
cộng cho vector BC AD cộng cho BC. Thầy sẽ làm cho em câu A trước. Chứng minh là cái vector MN sẽ bằng 1/2 vector AD cộng vector BC. Rồi các em nhìn dùm thầy trên hình, thầy hướng dẫn em. Đối với bài này thì chúng ta về cái phương pháp thì chúng ta sử dụng thầy cái quy tắc 3 điểm các em nhé. Như vậy thì các em nhìn trên hình này. Như vậy thì vector MN, vector MN chúng ta nhìn dùm thầy ở cái phía trên này, ở phía trên này. Rồi. Như vậy thì vector MN thì nó sẽ bằng vector gì các em? Nó sẽ bằng vector MA. À, cộng cho gì? Cộng cho vector AD và cộng cho vector DN. Đó nè. Như vậy thì chúng ta có này. Ta có cái vector MN thì sẽ bằng vector MA cộng vector AD và cộng cho vector DN. Tương tự các em nhìn giùm thầy phía dưới thì vector MN nó sẽ bằng vector MB cộng cho vector BC và cộng cho vector CN, đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây nó bằng là vector MB cộng cho vector BC và cộng cho vector CN, có được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ ký hiệu thầy đây là 1 và đây là 2, hiểu nào? Sau đó chúng ta sẽ cộng, ta cộng 1 cộng 2 vế theo vế, vế theo vế nghĩa là như thế nào nè? Kéo lấy 2 này cộng lại vector MN cộng vector MN, bên đây chúng ta lấy 2 vế này cộng lại vector MA cộng vector AD cộng vector DN cộng vector MB cộng vector BC và cộng vector CN. Như vậy vector MN cộng vector MN để MN lên nhé thì sẽ bằng 2 lần vector MN, được chưa? Thầy chỉ nhóm vector MA cộng vector MB trở thành một nhóm. Được chưa nào? Vector DN cộng vector CN một nhóm. Nhóm còn lại đó chính là vector AD cộng vector BC. Ok. Mà trong khi đó các em thấy là vector MA mà cộng vector MB thì bằng vector gì? Vector 0. Cũng như là vector DN cộng vector CN cũng là bằng vector 0. Hiểu chưa nào? Kem ghim thầy là vì M và N là trung điểm bằng rung nghe không? Trung điểm của vector AB với lại vector CD, nên ta có là vector MA cộng vector MB sẽ bằng vector 0 với lại là gì các em? Vector DN cộng vector CN. À, thì cái này DN CN thì sẽ cộng với vector gì các em? N gì? ND cũng sẽ bằng là gì? Bằng vector 0. Ok. Khi đó các em thấy hai này là bằng vector 0. Thì từ đây chúng ta suy ra là 2 vector MN sẽ bằng vector 0 cộng vector 0 cộng cho đây là vector AD cộng cho vector BC. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra vector MN này, cái này chia là nghĩa là bằng 1/2 nhân cho vector AD cộng vector BC, điểm phải chứng minh xong. Nè em, câu A như vậy các em đã hiểu chưa nào? Hình vẽ
ta cộng vế theo vế em nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu B em nhé. Câu B người ta xem là người ta yêu cầu kem chứng minh cái gì đây. Cũng là vector MN. Chắc chắn chúng ta sẽ làm tương tự như vậy ha. Nhân ở đây cho vector AC cộng cho vector BD. Như vậy thì ở câu A mà các em hiểu rồi á, thì câu B chúng ta sẽ làm tương tự nha. Em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta cũng sẽ ghi cùng vector MN thì nó sẽ bằng gì các em? Cũng là vector MA cộng vector AC. Cái đó à. Cộng cho vector gì các em? CN. Tương tự như vậy thì vector MN nó sẽ bằng vector MB cộng cho vector BD cộng cho vector DNN. Và cách làm chúng ta sẽ làm tương tự đối với câu A. Cách trình bày tương tự như vậy thì ở câu A các em hiểu rồi, thì thầy phần này thầy sẽ làm nhanh một chút. Còn một và hai vế theo vế. Như vậy thì ở đây chúng ta có vector MN cộng vector MN sẽ bằng vector MA cộng vector AC. Hả? Em rõ chưa? Rồi để DN với em nhé. Do ghi không đủ à, DN ở chỗ đây này. Như vậy đây chính là Syria. Ở đây chúng ta có hai lần tơ MN. Nhóm lại giống như lúc nãy em ơi. À, rồi chúng ta cũng sẽ lập luận và ở đây chúng ta suy ra luôn nha, tại vì câu A chúng ta đã lập luận rồi. Như vậy đây chính là vector 0, vector 0 ở đây chính là AC. Từ đây chúng ta suy ra vector MN sẽ bằng 1/2. Đó, điều phải chứng minh. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nhé. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 5 và số 6. Chúc em học tốt, nhớ comment tích cực và like, chia sẻ bài giảng giúp thầy em nhé. Cảm ơn em, bye bye nhé.